đang yên đang lành, Ốc Thanh Vân chê Trạng Quỳnh Sàm nhận xét về cô lại vợ bầu còn chắc chúa hơn. Mới đây Ốc Thanh Vân đã viết một tâm thư dài gửi tới Trạng Quỳnh về những cảm xúc của mình khi xem bộ phim của đạo diễn Đức Thịnh. Chưa mùa phim Tết nào thị trường điện ảnh chứng kiến sự ra quân của ít phim Việt như vậy. Chỉ có 3 phim cạnh tranh nhau, Tết này là Trạng Quỳnh, Cô Lại Vợ Bầu và Táo Quậy. Tuy ít phim nhưng những ồn ào phía sau hậu trường của các phim thì lại chất chồng, từ những màn tố nhau của hai kiếp phim Trạng Quỳnh và Cô Lại Vợ Bầu cho đến dòng trạng thái bức xúc của diễn viên Hứa Minh Đạt lên tiếng về việc phim Táo Quậy của mình bị chơi xấu khi nhiều báo dập phim tơi bời ngay thời điểm phim còn chưa ra mắt. Tuy drama bất tận nhưng doanh thu của Cô Lại Vợ Bầu và Trạng Quỳnh lại cao ngất ngưỡng, vượt cả ông hoàng phòng vé mùa Tết năm ngoái là Siêu Sao Siêu Gố. Con số doanh thu này phần nào cũng khẳng định chất lượng tương đối của các phim Tết này. Mặc dù vướng lùm xùm không đáng có, nhưng xét cho cùng, phim Trạng Quỳnh cũng là bộ phim đáng để xem vào dịp Tết. Mới đây nhất, Ốc Thanh Vân đã viết một tâm thư thật dài để gửi đến phim Trạng Quỳnh. Trên trang cá nhân của mình, Ốc Thanh Vân chia sẻ, viết cho Trạng Quỳnh, thực sự hôm nay mới đi xem thật lòng quá có lỗi với anh Đức Thịnh và chị Thanh Thúy. Em ốm cả ngày tối nay cố lết ra đường đấy. Đúng ra Ốc phải xem Trạng Quỳnh ngay sau khi xem Cô Lại Vợ Bầu để có bài review, ít ra cũng có thể có thêm một số khán giả ra rạp xem phim này sau khi đọc. Ủng hộ phim Việt mà, lý do của việc chậm trễ này là do Ốc phải dẫn binh đoàn đi xem Bí Kíp Luyện Rồng và Lego 2. À nói luôn, hai phim cho thiếu nhi này đều hay tuyệt cú mèo nhé. Quay trở lại với Trạng Quỳnh, bỏ qua những câu chuyện bên lề vì người ngoài không thể hiểu hết được. Nhưng những người làm nên hai bộ phim này đều là những người Ốc quá yêu thương và nể phục. Cô còn chia sẻ thêm cảm giác khi xem giữa Trạng Quỳnh và Cô Lại Vợ Bầu. Cảm giác sau khi xem lại Cô Lại Vợ Bầu là hai vợ chồng trên đường về không ai nói với ai câu nào. Còn ngay sau khi xem Trạng Quỳnh, cả hai đã nói chuyện với nhau ngay. Tại sao? Tại vì bộ phim này thật sự đem lại cảm giác thoải mái, khách quan và công tâm nha. Thực sự là Trạng Quỳnh rất đáng yêu, rất dễ thương. Trước đó chắc các bạn có đọc một bài viết có nhiều lời chê, gieo vào đầu óc là Trạng Quỳnh là nồi lẩu thập cẩm, không xét nguyên tác lỏng lẻo. Cá nhân Ốc thấy phim này tốt hơn như thế rất nhiều. Không bàn về cốt truyện nhé, cứ xem như là phim Tết giải trí nhẹ nhàng đi, đừng nghĩ quá sâu về nhân vật gốc. Đã gọi là phóng tác thì được sáng tạo, thậm chí là sáng tạo đến mức phi lý luôn. Nhưng mà chấp nhận được, đề tài dân gian mà lồng ghép được hot trend. Ồ, có cả bắn tim thả thính, có cả mấy điệu nhảy hot luôn, tôi cười muốn chết à. Có cả mấy trái lắc ăn vô lắc như điên, giải trí vui cười vui vẻ như vậy thôi chứ muốn gì nữa. Không phải phim lịch sử, cũng không phải phim đi thi, không nên khắt khe quá, Tết mà. Tuy nhiên, hỏi là có khóc không, có rung cảm mạnh mẽ không, có động lại gì sâu sắc không, thì trả lời thật lòng là không. Nhưng Ốc nghĩ không cần nhất thiết bộ phim nào đi xem về cũng khiến khán giả mất ăn mất ngủ hay phải mơ về nó. Chỉ đơn giản là người ta vào rạp xem và người ta cảm thấy thoải mái, tạm gác lo toan mệt mỏi qua một bên là thành công. Giống hôm nay Ốc ốm nè, coi xong thấy khỏe khỏe được xíu là ok rồi. Trạng Quỳnh Sàm nhưng không nhảm, tạo hình cổ trang hài hước nhưng không qua loa, trang phục đẹp, nhiều khung hình đẹp đến nao lòng. Thiên nhiên Việt Nam tươi đẹp quá. Khi so sánh giữa các diễn viên trong phim, Trấn Thành, Nhã Phương, Quốc Anh, Ốc Thanh Vân chia sẻ, Quốc Anh vai Trạng Quỳnh, em diễn tốt mà, không nên so sánh em với các anh chị lớn hơn. Những bước đầu làm như em là đáng ghi nhận rồi. Cái lém của Quỳnh ở đây cũng chỉ là ở mức đó, vì không khéo sẽ là trùng nhau với nhân vật ông anh phá hoại, sẫm Trấn Thành, ghen tị với bạn thật sự. Vì một mùa Tết mà bạn có hai vai, vai nào cũng đặc sắc. Hai dạng vai khác nhau, hai thể loại phim khác nhau, muốn so sánh cũng không được. Một bên là rung cảm thực sự, một bên là chỉ muốn thấy bạn để cười cho đã. Các bạn có thể thấy Trấn Thành quá tài năng và giỏi nghề không? Điềm Nhã Phương em vẫn đẹp mong manh trong các khuôn hình, vẫn tròn vai. Chỉ thiếu chút cá tính thì nhân vật này sẽ linh hoạt hơn, sinh động hơn. Có lẽ dấu ấn của bà Đoàn Thị Điểm trong thơ ca đậm đà quá nên buộc khán giả không thể nào không liên tưởng. Cuối cùng, cô rút lại kết luận khi xem phim và kỷ niệm mình với Đức Thịnh. Tóm lại đây vẫn là một bộ phim thành công cho mùa Tết. Đừng kỳ vọng phim này là một tác phẩm điện ảnh huy hoàng, mà hãy xem như một cách thoải mái, không đặt nặng, bạn sẽ thấy phim rất đáng yêu. Bạn nào chưa xem thì ra rạp nhanh cho còn kịp xem Trạng Quỳnh nhé. Vốn đã luôn yêu mến đạo diễn Đức Thịnh bởi tài dàn dựng của anh tại sân khấu. Nơi Ốc có bao nhiêu vở kịch hay, điện ảnh tất nhiên là khác sân khấu, có lẽ nó vĩ mô hơn, nên có thể người ta hay kỳ vọng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh như những gì anh đã làm được cho những vở kịch của mình. Nói thật, qua những thước phim, anh ấy chỉ kinh vừa vừa thôi. Còn tại sân khấu anh ấy kinh khủng lắm, dã man lắm các bạn không biết hết đâu. Chỉ không biết là khi nào anh ấy trở lại sân khấu thôi. Cô Thúy chưa cho thì anh ấy vẫn phải làm phim. Aha,
phải nuôi cà phê và giờ là nuôi cô Tết nữa. Phải làm phim thôi, lại lan man. Có lẽ tại Ốc nhớ sân khấu và các vai diễn trước đây đó mà. Thôi túm lại các bạn đi ra rạp xem phim đi, nếu chưa xem. Xem hết cả 4 phim Ốc review nhé và đừng quên Trạng Quỳnh. Phía dưới là lời cảm ơn của Đức Thịnh dành cho bài review Trạng Quỳnh của Ốc Thanh Vân. Cảm ơn cô đào sân khấu của tôi. Anh Hiền chứ có kinh khủng khiếp gì đâu, sao mà so 15 năm sân khấu với 5 năm điện ảnh được, nhưng cứ chờ đấy nhé, KKK, lần nữa cảm ơn Ốc. Nhờ những ồn ào xung quanh Trạng Quỳnh và Cô Lại Vợ Bầu mà khán giả ngày càng kéo đến rạp để xem bộ phim nhiều hơn trong năm nay, tạo nên những kỳ tích cho doanh thu của mùa phim Việt Tết năm nay.